Làm sao để làm được nhiều việc hơn với ít thời gian hơn? Anh cũng là người rất thích nấu ăn, ok? Ngay từ khi còn nhỏ anh đã hay tự mày mò làm những món ăn cho mình tự ăn luôn rồi. Và trong lúc nấu ăn có một thứ mà anh quan sát được rất là hay. Sự khác biệt của anh khi nấu và của vợ anh khi nấu. Nó liên quan tới việc sắp xếp để có thể nấu ăn được một cách tốt nhất. Lâu lâu nấu lần không sao, nên có khi mỗi lần nấu anh tốn nhiều thời gian lắm. Nhưng anh để ý thấy vợ của anh chỉ nấu cực kỳ nhanh. Chất lượng thì vẫn y chang như vậy, nhưng rất nhanh, rất khỏe và thoải mái, như một cái búng tay là làm xong hết mọi thứ. Và khi để ý quan sát, anh nhìn thấy cái quy trình nấu hoàn toàn khác nhau. Làm sao để làm được nhiều việc hơn với ít thời gian hơn? Đây là clip dành cho những bạn đang rất là bận rộn. Có thể các bạn vừa mới có một bước chuyển, là một sinh viên, vừa mới ra trường, bắt đầu bước vào môi trường công việc. Và cái công việc mới mình chưa quen và nó khác với cái chuyện ngày xưa đi học rất là nhiều. Và rồi các bạn cảm thấy mình bị mất cân bằng. Hoặc có thể các bạn chuyển một công việc mới, hoặc có thể là các bạn đang nhận thêm nhiều vai trò khác nhau để được thăng tiến, để được có nhiều cơ hội và trách nhiệm để thể hiện bản thân của mình hơn. Là lúc mà cái lượng công việc tới với mình nó khác với ngày thường, mà các bạn băn khoăn và loay hoay không biết làm như thế nào để cân bằng và phân chia tất cả các việc cho vừa phải, để vừa hoàn thành công việc của mình, vừa có thời gian cho gia đình, bạn bè, vừa có thời gian cho cá nhân của mình. Thì làm sao để làm được chuyện đó trong cái giai đoạn mà mình cảm thấy rất là bận rộn và mới mẻ với nhiều cái công việc xung quanh của mình? Anh sẽ chia cho các bạn bí quyết để làm được chuyện này. Để làm sao hiểu được bí quyết này, anh muốn các bạn suy nghĩ tới một tình huống rất đơn giản trong cuộc sống là nấu ăn. Bao nhiêu bạn có tự nấu ăn cho mình hoặc đã từng nấu ăn chưa? Anh cũng là người rất thích nấu ăn, ok? Ngay từ khi còn nhỏ anh đã hay tự mày mò làm những món ăn cho mình tự ăn luôn rồi. Ở thời điểm hiện nay lâu lâu anh cũng tự nấu ăn cho mình và nấu ăn cho cả nhà. Anh rất là enjoy cái chuyện nấu ăn. Và trong lúc nấu ăn có một thứ mà anh quan sát được rất là hay. Sự khác biệt của anh khi nấu và của vợ anh khi nấu. Không liên quan tới chuyện món ăn ngon dở, nó liên quan tới việc sắp xếp để có thể nấu ăn được một cách tốt nhất. Trong lúc đầu anh enjoy nên anh dành nhiều thời gian cho nó, rồi lâu lâu nấu lần không sao. Nên có khi mỗi lần nấu anh tốn nhiều thời gian lắm. Nhưng anh để ý thấy vợ của anh chỉ nấu cực kỳ nhanh. Chất lượng thì vẫn y chang như vậy, nhưng rất nhanh, rất khỏe và thoải mái, như một cái búng tay là làm xong hết mọi thứ. Và khi để ý quan sát, anh nhìn thấy cái quy trình nấu hoàn toàn khác nhau. Thông thường sẽ có 3 bước: nấu, dọn, rửa. Và đối với anh nhìn thấy nhiều bạn khác, mình sẽ chia cái đó ra làm 3 bước độc lập và làm nó một cách tuyến tính. Cái này xong mới làm cái kia. Sẽ giống như vậy, là để nấu được mình sẽ bày đồ hàng ra, gia vị, hớ, dao, sát, rồi từng chén, những cái đồ đã ướp sẵn hết rồi, mình bày đầy lên bàn đó. Xong mình bắt đầu nấu. Lấy chảo để nấu, lấy nồi để canh. Và trong lúc mà đang nấu thì cũng phải đợi, đúng không? Đợi cho nó sôi, đợi cho nó vàng. Và trong lúc đợi mình chỉ làm gì? Mình chỉ đợi, hoặc là bấm điện thoại. Và khi mà nấu xong hết rồi, pập, rồi mới bắt đầu làm gì? Bắt đầu dọn. Dọn là đem bàn, lụm rau lên, vương vải dưới. Rồi lau lại cái sàn cho sạch. Rồi bắt đầu gom chén dĩa lại để bỏ vô bồn. Rồi cất cái hũ gia vị lại, mới bắt đầu dọn dẹp. Sau khi dọn xong mới bắt đầu vô xả nước, rửa. Và khi đó, đó là 3 bước độc lập và tốn rất nhiều thời gian. Còn cái mà vợ anh làm, anh nhìn thấy được đó là việc tích hợp mọi thứ lại. Khi mà nấu ăn vừa xong cũng là lúc cái bếp đã sạch và chén dĩa cũng đã được rửa xong hết luôn rồi. Hãy nhắc lại, cái thông thường là mình nấu, đợi cho nó sôi, tất cả các món đều đã xong rồi. Chính rồi, để đó chuẩn bị ăn thôi, bây giờ dọn đã. Thì mới bắt đầu đi dọn, dọn xong rồi mới bắt đầu đi rửa. Và tốn rất nhiều thời gian. Một cái mà anh nhìn thấy là gì? Khi mà chỉ vừa nấu xong, món ăn đã vừa chín rồi, sàn cũng đã sạch, không có cái gì hết. Chén bếp cũng đã rửa xong hết luôn rồi, chỉ việc bưng ra mà ăn thôi. Và khi đó mọi thứ xung quanh đều nhìn rất là tinh tương. Và bí quyết số 1 anh muốn chia sẻ với các bạn đó là hãy tích hợp chứ đừng phân chia.
Đừng phân chia ra là ok, mỗi việc này mình sẽ tốn bao nhiêu thời gian, sắp xếp để làm nó như thế nào, mà tìm cách xem là có cách nào mình tích hợp mọi thứ vô cùng một bước hay không. Trong lúc nấu, đợi nồi canh sôi, đợi cá bắt đầu thấm nó đang sôi dần dần, chị đã bắt đầu làm cái nào xong, cất cái đó lên, lấy từ kệ xuống, nêm vào. Thay vì để xuống bàn để mất công cất lên thì cất xuống, chị để lên kệ liền luôn. Lau bàn, sắp xếp lại, dồn chén lại trong lúc đợi cái này đang sôi. Không đứng không bao giờ ha, ok. Và nếu không muốn tốn công dọn thì đừng có bài, đừng có bài tràn lan ra lấy cái gì xuống đưa lên liền. Làm cái gì xong để qua một bên, cất xong bỏ vào bồn rửa luôn. Thì trong lúc đó mọi thứ đã rất gọn gàng rồi. Một có thể khi mà đã sôi lên rồi nêm nếm là xong là phải đợi nữa. Và thế là quay ra rửa chén trong lúc đó luôn. Và lúc đó nó chỉ có một vài cái chén, một vài cái dĩa thôi, và nó cũng còn sạch. Bởi vì mình vừa mới sử dụng xong nên rửa cũng rất là nhanh. Còn để lâu nó sẽ khó rửa hơn rất là nhiều. Rửa xong sạch sẽ vô coi lại đồ ăn mọi thứ, nêm nếm là lần cuối, cân nhắc lại. Xong. Và đó là bí quyết đầu tiên mình muốn các bạn nhớ. Tích hợp chứ đừng phân chia. Bí quyết số 2, chuẩn bị trước. Đây là điều rất quan trọng. Đã bao giờ đang nấu ăn mới đột nhiên nhớ ra là chết cha, hết dầu, đi mua dầu, chết cha, hết nước mắm, đi mua nước mắm, và tốn thời gian đi mua thêm một thứ đó để quay về, trong khi nó rất là nhỏ. Làm sao mình tính toán trước mọi thứ là ngày hôm nay mình sẽ nấu món này, nhớ lại xem, kiểm tra lại xem mọi thứ đầy đủ hay chưa. Nếu mà chưa thì trong đầu của mình có 3-4 thứ cần phải mua. Trong lúc đi làm về, ghé ngang qua siêu thị, mua luôn, xong đi lên luôn. Nó được tích hợp vào trong cái việc đi làm về ghé sẵn mua lên luôn. Đó là lúc mà việc mình nấu ăn sẽ không tốn quá nhiều thời gian. Việc này liên quan gì tới công việc của các bạn? Có rất nhiều bạn bắt đầu phân chia công việc của mình ra. Đó là thứ xa xỉ mà các bạn có được nếu lúc mà mình có nhiều thời gian. Như khi mình còn là một sinh viên chẳng hạn, các bạn chỉ có việc đi học, làm bài tập, hết. Có khi là sẽ có làm việc part time ở đâu đó nữa, nhưng cái vai trò trách nhiệm của mình rất là nhỏ. Mình sẽ chia ra là ngày hôm nay buổi sáng dành cho việc học, toàn bộ chỉ là học thôi. Buổi chiều tối đi tập thể dục. Rồi buổi tối về sẽ bắt đầu ôn bài cho ngày hôm sau. Mình chia ra từng phần giống như vậy. Nhưng khi mà các bạn bắt đầu bước vào môi trường mới, mình đi làm, mình nhận nhiều vai trò và trách nhiệm hơn, thì các bạn không thể nào phân chia ra từng khúc giống như vậy được. Hãy suy nghĩ làm sao mình tích hợp mọi thứ vào được tốt hơn. Anh ví dụ, nếu các bạn còn đi học trên trường á, ngay tại thời điểm này, khi mà mình học xong một môn, đợi môn tiếp theo vô, nếu mà chưa thầy cô chưa vô liền, có khoảng 10-15 phút, hãy dùng thời gian đó để lấy bài vừa mới học ra, ôn lại liền. Bởi vì mình vừa mới học xong, mình còn nhớ rất là nhiều. Khi đó về nhà buổi tối không cần tốn công phải nhớ lại thứ ngày hôm đó. Ok. Hoặc là nếu các bạn muốn đi tập thể dục, ngày xưa thời gian mình rảnh là một tuần mình sẽ tập thể dục được dễ dàng hơn. Mình đi học về thoải mái nghỉ ngơi, tới giờ thì tập thể dục, leo lên xe chạy ô tới cái chỗ tập thể dục để tập. Còn khi mình bắt đầu đi làm rồi, không còn được thứ xa xỉ đó nữa, nghĩ xem làm sao mình tích hợp việc tập thể dục vào trong công việc của mình. Có thể đó là giờ trưa hoặc giờ chiều chẳng hạn, và phải chọn một cái chỗ tập, cái nơi để tập và thời điểm để tập nó phù hợp với công việc chính của mình. Mình làm đâu đó tới khoảng 5-6 giờ là xong, thì 6 giờ hãy chọn cái địa điểm gần công ty mình, ghé qua tập luyện, sau đó đi về. Nó được tích hợp vào trong một cái việc chính của mình á, các bạn sẽ dễ làm nó hơn rất là nhiều. Đối với anh ngày hôm nay, mặc dù công việc của anh rất là bận rộn, nhưng anh vẫn tập thể dục rất thường xuyên trong suốt nhiều năm vừa qua. Bởi vì anh tìm ra được một cái khung giờ có thể tích hợp được đối với việc của anh là vào lúc 12 giờ trưa. Thay vì 12 giờ trưa nghỉ ngơi đi ăn rồi nói chuyện chơi bời xíu rồi chiều làm việc tiếp, thì 12 giờ anh đi tập. Và anh chọn một cái nơi tập rất gần công ty, đi khoảng 5 phút là tới, và tập đúng cái khung giờ đó nên không có gì làm phiền mình hết. Không cần phải tốn thời gian chuẩn bị này nọ, và anh đem đồ theo luôn, đúng không? Để lên chỗ đó thay, tắm rửa, quay về và chiều làm việc y như bình thường. Đó là lý do mà anh duy trì được việc tập thể dục trong suốt 2-3 năm vừa qua. Đó gọi là tích hợp. Mà trong lúc mà anh làm việc ở nhà hoặc trên công ty chẳng hạn, đang làm một điều gì đó mà anh dừng lại suy nghĩ xem là hey, có một ý tưởng nào đó mà anh cần thư giãn xíu để suy nghĩ. Trong lúc đó anh ngoài việc vận động tay chân, anh có thể tập lại những cái mà ngày hôm trước anh đã tập trong môn boxing. Thì lâu lâu và anh đã nói, ủa, đang làm việc mà tự nhiên làm gì vậy?
không, đang thư giãn suy nghĩ ý tưởng sẵn sàng kết hợp để có thể ôn lại bài luôn. Thì lâu lâu anh hay kết hợp vào trong lúc thư giãn để suy nghĩ, ôn lại động tác mình đã học. Và anh luôn suy nghĩ chuyện đó, tích hợp vào để mọi thứ trọn vẹn hơn, là vừa làm xong cái này đã làm xong cái kia luôn rồi. Và nói tới đây, các bạn đừng hiểu lầm ở cái chuyện là khi mình tích hợp có phải là cùng một thời gian mình sẽ làm hai việc không anh? Dù vừa nói chuyện với bạn của mình, vừa lấy điện thoại ra check công việc. Không phải là như vậy. Mình tích hợp ở đây là các bạn tìm cách tích hợp cái việc phụ vào trong những thời gian rảnh khi các bạn đang làm một cái việc chính nào đó. Ok? Thì ví dụ các bạn đi gặp bạn bè của mình, thì mình cứ gặp. Nếu mục tiêu buổi ngày hôm đó nói chuyện chơi với nhau thì hãy dành toàn tâm toàn trí cho chuyện đó. Nhưng trong lúc đi về, nếu các bạn là người đi xe buýt chẳng hạn, thì trên cái đường về mình đừng có để là về tới nhà rồi mới làm một việc khác. Trên xe buýt nếu ngồi không ngắm trời ngắm đất, sao không tìm cách suy nghĩ làm một việc gì đó, thì đem theo sách để đọc, hoặc có thể là hoàn thành xong bài tập mà các bạn vừa mới học. Đó là cái ý tích hợp mà anh muốn nói với các bạn. Ok? Và đó là bí quyết của những người làm được rất nhiều việc với khoảng thời gian eo hẹp. Nên hãy tích hợp chứ đừng phân chia. Và ngay bây giờ áp dụng được chuyện đó liền luôn. Trong lúc chờ đợi video clip tiếp theo của anh được load lên và coi tiếp, học hỏi thêm, hãy tích hợp cái việc ấn vào nút subscribe, bật cái chuông thông báo lên để các bạn sẽ luôn nhận được những thông tin và những bài chia sẻ mới nhất của anh dành riêng cho các bạn. Ok, video clip trong lúc load, đừng ngồi không, rất mất thời gian. Bấm liền vào nút subscribe, bật chuông lên và nhấn vào like yêu thích cho video này. Ok.